Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Từ đầu năm đến nay, tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng và an ninh giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng đã trao đổi 719 tin, phối hợp kiểm tra, xác minh 540 tin liên quan đến trật tự an toàn xã hội, phối hợp tổ chức 83.172 lượt tổ tuần tra, qua đó bắt giữ 104 vụ, 207 đối tượng vi phạm pháp luật và gây rối an ninh trật tự. Chế độ giao ban được các đơn vị duy trì đúng quy định, đoàn kết thống nhất. Phát biểu chỉ đạo về công tác quốc phòng và an ninh 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trên không, trên biển và trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.